hôm nay nhá, tôi tắc đường, tao không Ừ. ngay được một em bên cạnh. Ừ. Xin số điện thoại tối nay rủ đi ăn Vậy kem luôn. là cậu quá hên rồi. Chẳng bù cho tôi tối hôm qua xui quá. Sao vậy? Đi ngang qua hồ con rùa vô tình chợt té. Một em bé xinh như mộng đỡ tôi, làm tôi phải trả ơn bằng một chồng xem phim đó. Sao quá. Nào ơi, này, nói không phải là để huynh hoang nhá. Nhưng mà ở cái công ty này không có ai đào hoa được như Đức Hạnh này cả. Đúng không? Gái theo cả đàn. Này, tôi nói cho ông nghe nhá. Nếu mà không vì cái câu con thầy vợ bạn gái cơ quan ấy mà thì tất cả đám con gái ở công ty này đã thuộc về tôi rồi. Đã nói con bé trên cột xuống á là anh phải đi chung. Không thôi bây giờ này em phải làm lại bản kế hoạch nè. Lần sau đi làm ơn đi chung mà em đi, không thôi sếp chửi là em đổi thừa anh á. Lần sau cứ xếp lịch trước cho mình nhá. Tình Vi. Cái anh cha này mặt mày như lưỡi cài vậy mà gái theo thấy sợ luôn. Thế à? Các ông tác nghiệp nhiều, nhưng thành tích chưa được bao nhiêu. Là bởi vì sao? Là bởi vì các ông chưa thực sự biết cách lắng nghe các nàng. Không, tôi rất lắng nghe. Thậm chí cô Mai đọc thơ tôi cũng ngồi tôi nghe đó mà. Đúng rồi, đấy. Sai lầm của các ông chính là ở chỗ đó đấy. Là sao? Các ông không phân biệt được giữa nghe và lắng nghe. Cụ thể nó là thế nào? Là phải biết quan sát mọi biến cố, mọi biểu hiện của phái nữ. Qua đó ta sẽ tìm được con đường ngắn nhất, đánh thẳng vào cơ quan chủ quản cảm xúc của các nàng. Hay, tôi hiểu rồi. Ông hiểu chưa? Chưa. Không hiểu sao cười? Cười cho vui thôi. Này, tức là ông không hiểu đúng không? Đúng rồi. Cơ quan chủ quản ở đây ý, nó nghĩa là team. Mình phải biết địch, biết ta, trăm trận trăm thắng, đúng không? Chính xác. Duy Hoàn ạ, tôi thấy ông rất có tương lai trong con đường phụ nữ học. Ông mà chịu khó theo tôi ý, tôi sẽ dạy cho ông mấy chiêu lừa tình kinh điển. Phụ nữ ấy mà. Cái quan trọng nhất ấy là phải để cho họ cảm thấy rằng là ta thấy họ đặc biệt. Kiểu như anh thấy một điều gì đó thật đặc biệt trong mắt em. Trời ơi, ghét anh quá. Lần sau anh mà vậy là em không có bỏ qua cho anh đâu đó nha. Chưa mai mình lại thế nhé. Bye bye. Đi nha. Hãy ghé thầy đấy. Thấy chưa? Không biết chưa? Tôi sẽ truyền cho ông một chút kinh nghiệm nhé. Cứ học theo tôi là... Này, luôn. Mai! Này, Mai này. Hôm nay... anh cảm thấy có một điều gì đó trong mắt em ấy. Một điều gì đó rất sâu kín và thầm lặng. Anh không biết à? Anh Hoàn hiểu em thật đấy. Em đang có một chuyện buồn muốn tâm sự cùng anh. Thế à? Hay là mình lên căng tin đi. Mình đi em. Anh Hoàn, anh có thấy... anh có thấy... thấy chưa? Anh thấy một... anh thấy một điều gì đó đặc biệt trong mắt em. Vậy à, anh giúp em tìm phần thiếu còn lại để cho nó đủ đôi được không? Anh chính là phần còn thiếu của em đây, anh sẽ cho em đủ đôi. Trời ơi, anh làm cái gì vậy?